Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn lại đến với trại cá rồng Hoàng Lam ha. Vâng, thì hiện tại là em đang ở phía dưới khu vực ngoài Tiền Giang. Thì hôm nay là ngày 29 tháng 4 ha. Là một ngày mai là ngày lễ rồi. Thì tối nay là đang giao một cái hồ 1m33 phun gỗ gõ đỏ cho anh Tường ở Tiền Giang và tất cả anh chị và các bạn ha. Thì ở đây là mình sẽ lắp đặt mọi thứ xong xuôi cho anh Tường hết. Thì tầm khoảng cái ngày 22 tháng tới cơ thì anh Tường mới thả ra. Đây là cái hộp lọc ở vách đằng sau, view qua mặt ha, hồ CNC gõ đỏ rất là phê luôn. Đây, review sơ cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta cùng xem thôi. Rồi. À, còn bây giờ mới làm một cái rất là kinh khủng. Tan. Rồi, tất cả anh chị và các bạn chúng ta hết sức bình tĩnh nha. Hết sức bình tĩnh cả nhà ha. Vâng, đây chính là một bé pha phu huyết long. Thì em giao cho anh Tường cách đây là cũng hơn một năm rồi. Thì hiện tại bé nó size vào tầm khoảng cỡ là 38 cm cả nhà ha. Rất là khủng. Nó rất là gắt luôn. Hiện tại là cái màu của bé thì nó còn đẹp hơn ở trong cái điện thoại mà em đang quay tất cả anh chị và các bạn đấy. Nhìn đẹp hơn rất là nhiều. Nói chung là nhìn cực tây chịu nổi thôi. Môi này là cái giai đoạn gần như là 6 tháng đầu ha. Thì rất là vật vã vì cái nước ở phía dưới khu vực này nó không phù hợp để mà nuôi cá, cho nên là cá trong vòng 6 tháng đầu ăn uống rất là kém anh chị ha. Nó mới dẫn đến cái tình trạng như môi như tất cả anh chị và các bạn. Đây là một trong những cái cả nhà mình nuôi cá rồng hết sức lưu ý ha. Cá đói, để cá đói là một trong, và cá ăn ít là một trong những cái nguyên nhân là hàng đầu mà làm cho cá của chúng ta nó bị dư môi tất cả anh chị và bạn ha. Đó, cả nhà mình hết sức lưu ý. Và sau này thì bé nó quen rồi, và hôm nay là cái về phẩm chất và màu sắc và body của bé nó cũng khá là đạt, rất là đẹp cả nhà ha. Bộ vai nói chung là cực kỳ gấu luôn. Thật sự là chịu không nổi. Quá tiền tất cả anh chị và bạn. Rất là đẹp luôn. Anh Tường nuôi ở trong một cái hồ rất là đơn giản như thế này. Thì mình đã tìm được cái bí quyết mà anh Tường mới chia sẻ cho tất cả anh chị và bạn là làm sao mà con cá nó đẹp như vậy ha. Thì thực ra thì anh mới chia sẻ rằng là 100% là cái nước ở trong hồ này thực ra là nó được nuôi bằng nước khoáng cả nhà ha. Nước khoáng mà được đóng nước đóng chai mà 20 mấy nghìn một thùng á tất cả anh chị và bạn. Đó. Thì đây chính là cái bí quyết. Cái bí quyết mà anh Tường chia sẻ mà để cho cái bé của chúng ta nó sắc sảo như thế này. Hai bé ha. Một bé là nuôi với nước khoáng và một bé thì anh Tường nuôi với cái nước bình thường. Thì ở đây là bé đang bệnh rất là nhiều. Nó bị xoăn mang nữa cả nhà ha. Nước rất là kém. Đó. Đây là nước máy ở phía dưới khu vực Tiền Giang. Rồi ok, thì bây giờ chắc là cái thời gian mình giao cho anh Tường một cái hồ mới để cho cái bé pha phu huyết long này vào. Thì em xin tạm dừng cái clip của mình tại đây ha. Xin chúc tất cả anh chị và các bạn một những ngày lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ha. Xin chúc tất cả anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo.